anh hùng ngăn đại chiến hạt nhân. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Bí ẩn thế giới. Bản tin số đặc biệt được phát sóng vào lúc 7:30 tối chủ nhật hàng tuần trên kênh Tình và 60 News. Xin mời quý khán thính giả cùng chúng tôi trải nghiệm, khám phá, giải mã những câu chuyện, những sự kiện bí ẩn từ khắp nơi trên thế giới mà có thể quý vị vẫn chưa có lời giải đáp. Sau đây, xin mời quý vị khám phá câu chuyện sĩ quan người Nga cứu thế giới suýt bị hủy diệt bởi chiến tranh hạt nhân. Cách đây 61 năm, thế giới suýt bị hủy diệt bởi chiến tranh hạt nhân giữa Mỹ và Liên Xô trong 13 ngày cân não căng thẳng từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba. May mắn thay, có một người đã cứu vãn khỏi tình thế nguy hiểm ấy. Đó là người anh hùng tên là Vasily Alexandrovich Akimov. Cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba có cấp bậc sánh ngang với cuộc phong tỏa Berlin, vì đây là một trong những vụ đối đầu được cho là cân não nhất trong chiến tranh lạnh và thường được xem là khoảnh khắc mà chiến tranh lạnh tiến gần nhất đến cuộc chiến tranh hạt nhân. Để hiểu tầm quan trọng trong quyết định mang tính sinh tử này của sĩ quan người Nga Vasily Akimov, chúng ta cần quay trở lại thời điểm cực kỳ nguy hiểm và nhạy cảm trong cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962. Mồi lửa nhen nhóm. Khi Dwight Eisenhower tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ vào năm 1953, ông cam kết đẩy lùi sự mở rộng ảnh hưởng của Liên Xô. Chính quyền Tổng thống Eisenhower coi bom hạt nhân là một phần không thể thiếu trong chính sách quốc phòng của Mỹ, với hy vọng giành ưu thế trong cuộc đối đầu với Liên Xô. Vì thế, chính quyền của ông đã tăng số lượng 1.000 đầu đạn hạt nhân trong năm 1953 lên 18.000 vào đầu năm 1961. Năm 1962, Mỹ đã có số bom và đầu đạn hạt nhân lớn gấp 8 lần Liên Xô, tương ứng với hơn 27.000 so với 3.000. Để đối phó với Mỹ năm 1962, Tổng bí thư Liên Xô Nikita Khrushchev đã đưa ra ý tưởng để cân bằng lại sự chênh lệch này bằng cách đặt các tên lửa hạt nhân tầm trung tại Cuba. Tháng 5 năm 1962, Tổng bí thư Nikita Khrushchev và Chủ tịch Cuba Fidel Castro đã đạt được thỏa thuận bí mật cho phép Liên Xô bắt đầu xây dựng các trận địa tên lửa ở Cuba. Trong đó có tên lửa đạn đạo tầm trung và tầm xa mang đầu đạn hạt nhân. Vào thời điểm ấy, Mỹ đã có hệ thống tên lửa hạt nhân đặt ở Thổ Nhĩ Kỳ và Ý, có thể tấn công Moscow trong vòng 16 phút. Kế hoạch bại lộ từ một bức ảnh do thám. Mùa thu năm 1962, một chiếc máy bay U-2 của Mỹ bay ngang qua Cuba và khi trở lại Mỹ, nó đem theo những hình ảnh xác thực các vị trí tên lửa mà Liên Xô đã bí mật lắp đặt ở San Cristobal, cách bờ biển Florida của Mỹ chỉ khoảng 90 dặm. Một ngày sau, ngày 15 tháng 10 năm 1962, những bức ảnh này được đặt lên bàn làm việc của Tổng thống Kennedy. Về phía Liên Xô, tất cả các kế hoạch để triển khai các tên lửa tại Cuba đều được tiến hành một cách tối mật. Chỉ có một số rất ít người được thông báo về sứ mệnh này. Thậm chí các binh sĩ Liên Xô được giao nhiệm vụ khi ấy cũng bị đánh lạc hướng và họ được thông báo rằng sẽ nhận nhiệm vụ tới một vùng lạnh giá. Ngày 15 tháng 10 năm 1962 được coi là ngày khởi đầu cho cuộc khủng hoảng tên lửa hạt nhân nghiêm trọng nhất trong lịch sử thế giới. Kéo dài 13 ngày vào đúng thời điểm cao trào trong chiến tranh lạnh, khiến tình hình thế giới trở nên vô cùng căng thẳng trước nguy cơ nổ ra một cuộc chiến tranh hạt nhân. Ngày 22 tháng 10, Tổng thống Kennedy công bố những hành động mà Hoa Kỳ thực hiện để đáp trả việc triển khai vũ khí hạt nhân của Liên Xô tại Cuba, bao gồm một chiến dịch kiểm soát nghiêm ngặt tất cả các thiết bị quân sự chuyển tới Cuba bằng đường biển. Thuật ngữ kiểm soát để nhằm chỉ hành động phong tỏa của Hải quân Mỹ, chặn mọi ngã đường dẫn vào bờ biển của Cuba. Ngày 24 tháng 10, Tổng thống Kennedy ra lệnh triển khai hàng trăm tàu chiến, bao gồm 4 tàu sân bay, các nhóm máy bay tuần tra, máy bay săn tàu ngầm để phong tỏa bờ biển Cuba. Đồng thời thông báo cho phía Liên Xô rằng Mỹ sẽ thả bom chìm, cảnh cáo nếu họ xác định đúng các tàu ngầm của Liên Xô và buộc các tàu ngầm này phải trồi lên mặt nước. Có một điều mà Tổng thống Kennedy khi ấy không biết rằng, thời điểm đó Tổng bí thư Khrushchev đã gửi một biệt đội tàu ngầm có trang bị vũ khí hạt nhân đang trên đường tới Cuba. Tất cả các tàu ngầm này đều được quyền tự quyết khai quả phóng ngư lôi hạt nhân nếu họ mất liên lạc với Moscow. Đòn cân não. Ngày 1 tháng 10 năm 1962, một đội gồm 4 tàu ngầm tấn công hạt nhân Vostok Diesel di chuyển từ căn cứ Bắc Cực
gồm chiến hạm B-59 và 3 tàu B-36, B-4 và B-130 thuộc lữ đoàn tàu ngầm số 69, bí mật băng qua hàng rào phong tỏa của tàu chiến Mỹ để tiếp cận Cuba. Chỉ huy của nhóm tàu là thuyền trưởng Vasily Akhipov đi trên chiếc B-59 nhưng không chỉ huy đó. Thuyền trưởng của chiếc B-59 là Valentin Savitsky. 3 trong 4 chiếc tàu ngầm ấy chỉ cần sự đồng ý của chỉ huy tàu và sĩ quan chính trị là có quyền khởi động vũ khí hạt nhân trên tàu. Tuy nhiên, chiến hạm B-59 cần phải có sự đồng ý của 3 người, gồm chỉ huy tàu, sĩ quan chính trị và phó chỉ huy là Vasily Alexandrovich Akhipov. Điều đặc biệt là không một thủy thủ nào biết trên chiến hạm của họ đang mang theo một quả ngư lôi gắn đầu đạn hạt nhân, có sức mạnh hủy diệt tương đương với quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima vào năm 1945. Ngày 27 tháng 10 năm 1962, trên hải phận quốc tế, lực lượng đặc nhiệm của tàu khu trục và máy bay tuần tra Mỹ đã phát hiện tàu ngầm B-59 khi nó đang nổi lên mặt nước để sạc ác quy. Để tránh sự truy lùng của máy bay Mỹ, B-59 buộc phải lặn sâu xuống nước. 11 tàu khu trục Mỹ đã vây lùng B-59, khởi đầu chiến dịch quấy rối bằng sóng siêu âm và thả bom chìm xung quanh con tàu như một dấu hiệu cho thấy phía Mỹ đang bắt nó phải trồi lên mặt nước. Dưới áp lực của những quả bom chìm, chiếc B-59 rung lắc dữ dội. Bên trong chiến hạm lúc này đang diễn ra một cuộc tranh luận giữa 3 sĩ quan cấp cao chỉ huy tàu. Đáng lo ngại là người Mỹ không hề biết mục tiêu họ đang truy kích dữ dội ấy là một tàu ngầm có mang theo đầu đạn hạt nhân và chỉ huy tàu B-59 khi ấy đang lưỡng lự liệu có khai hỏa hay không. Căng thẳng tột độ. Trước sự bao vây của các chiến hạm Mỹ, tính tới thời điểm ấy, tàu B-59 đã lặn sâu dưới biển gần 4 tuần và gần 7 ngày mất liên lạc hoàn toàn với Moscow. Các thành viên trên tàu, từ chỉ huy cho tới thủy thủ đoàn, hầu như đã kiệt sức và không nhận thức được hoàn cảnh bên ngoài. Niềm nguy hiểm là tàu ngầm B-59 được thiết kế để chịu được điều kiện băng giá của Bắc Cực, nhưng lại đang phải chịu nhiệt độ quá nóng ở Đại Tây Dương. Vì hệ thống làm mát trong tàu không được thiết kế cho vùng biển nhiệt đới, nên khi nhiệt độ bên ngoài lên tới 30 độ C, thì nhiệt độ ở bên trong tàu tăng lên tới 45 đến 60 độ C. Mức CO2 đã trở nên nguy hiểm khiến nhiều thủy thủ bị ngất xỉu. Độ ẩm cũng là một vấn đề nghiêm trọng. Khẩu phần ăn bị cắt giảm và mỗi người chỉ được phép uống một ly nước mỗi ngày. Thủy thủ Andreev ghi trong nhật ký như sau: ở đây tình hình rất nghiêm trọng và ngày càng tồi tệ hơn. Nhiều người bị bệnh, một số bị ngất xỉu, số khác bị phù nề. Không ai ngủ được trong cái nóng khủng khiếp và không khí ngột ngạt này. Hầu hết mọi người bị sốt phát ban. Việc chỉ huy tàu ra lệnh cho B-59 lặn sâu hơn dưới nước Đại Tây Dương để lẫn trốn khỏi sự truy lùng của tàu Mỹ, cũng đồng nghĩa với việc mọi liên lạc với bên ngoài của tàu B-59 đều bị cắt đứt. Họ không thể bắt được sóng radio hay bất cứ phương tiện truyền thông nào của Mỹ, cũng như không nhận được bất cứ chỉ thị nào từ Moscow. Thời điểm ấy, chỉ huy của tàu B-59 không biết được rằng Hải quân Mỹ đã thông báo cho phía Liên Xô biết thủ tục xác định vị trí và nhận dạng tàu ngầm. Thủ tục này cho phép phía Mỹ sẽ thả bom chìm loại nhỏ để báo hiệu cho tàu ngầm Liên Xô biết họ đã bị phát hiện và buộc nó phải nổi lên mặt nước. Nếu không, Mỹ sẽ sử dụng loại bom chìm uy lực lớn hơn. Thật không may, sở chỉ huy tại Moscow đã không thể truyền đạt được thông tin quan trọng này cho tàu B-59 bởi vì mất liên lạc do tàu lặn quá sâu dưới nước. Việc Mỹ thả bom chìm cũng khiến hệ thống anten liên lạc của tàu B-59 bị hỏng. Bởi vậy, các sĩ quan trên tàu B-59 không hề biết đến thủ tục xác định vị trí và nhận dạng tàu ngầm mà Mỹ đã thông báo cho phía Liên Xô, dẫn đến việc Hải quân Mỹ quyết định gửi tín hiệu cảnh cáo mạnh mẽ hơn bằng loại bom chùm uy lực. Một sĩ quan tình báo truyền thông trên tàu B-59 đã mô tả về loạt bom chìm nổ ngay bên thân tàu như sau: nó giống như bạn đang ngồi trong một thùng kim loại mà ai đó liên tục dùng búa tạ gõ lên thành thùng. Trong không gian chật hẹp với nhiệt độ tăng lên tới mức cực điểm 60 độ C, hầu hết các thành viên trên chiếc B-59 đã trải qua thời khắc không khác gì địa ngục. Thủy thủ Andrei viết thư gửi cho vợ như sau: 4 ngày qua, bọn anh lặn sâu dưới nước, tưởng chừng như đầu nổ tung vì không khí ngột ngạt trên tàu. Hôm nay, 3 thủy thủ bị ngất xỉu vì quá nóng. Máy lọc không khí chạy y ạch, hàm lượng CO2 đang gia tăng và trữ lượng điện đang giảm xuống mức thấp nhất. Những thủy thủ hết cả trực thì ngồi yên bất động, mắt nhìn vào hư không. Nhiệt độ trên tàu lúc nào cũng duy trì liên tục trên 50 độ C. Lúc này, bên trong chiếc B-59, sĩ quan chỉ huy Savitsky đang ở trong tâm trạng lo lắng kiệt sức
và thiếu thông tin trong suốt chuyến đi kéo dài cả tháng dưới lòng biển sâu. Ông cho rằng trên mặt đất đã xảy ra chiến tranh hạt nhân và đã nghĩ tới phương án phóng ngư lôi đầu đạn hạt nhân. Theo chỉ thị từ trước, trong trường hợp mất liên lạc với mặt đất, chỉ huy tàu ngầm B-59 có quyền ra lệnh phóng ngư lôi mang theo tên lửa hạt nhân nếu cả ba thành viên cấp cao có thẩm quyền trên tàu đều đồng ý. Sau nhiều giờ bị tra tấn vì bom chìm và nguồn oxy dần cạn kiệt, sĩ quan Savitsky hoàn toàn suy sụp và trở nên giận dữ khi không liên lạc được với Moscow. Và ông đã ra lệnh cho thứ vũ khí hạt nhân ấy chuẩn bị vào bệ phóng hướng tới mục tiêu tàu sân bay USS Random của Mỹ đang dẫn đầu nhóm tàu vây lùng B-59. Với cái đầu nóng của chỉ huy tàu B-59, hẳn thứ vũ khí đặc biệt ấy sẽ dễ dàng làm bốc hơi tàu sân bay cũng như các tàu khu trục của Mỹ, và phía Mỹ có thể phản ứng lại bằng bom hạt nhân phá tàu ngầm. Tình huống cực kỳ nguy hiểm đó hoàn toàn có thể xảy ra. Thời điểm đó, viên sĩ quan chính trị là Ivan Molesnikov cũng đồng tình với chỉ huy tàu Savitsky. Như vậy là hai trong ba người có thẩm quyền cao nhất trên chiến hạm B-59 đã đồng ý khai hỏa ngư lôi mang đầu đạn hạt nhân. 11 tàu khu trục của Mỹ cùng tàu sân bay USS Random đang lẩn vẩn quanh B-59, không thể ngờ rằng suýt chút nữa họ đã trở thành mục tiêu của thứ vũ khí hủy diệt trên con tàu cùng quận ấy. Người hùng xuất hiện. May mắn thay, người thứ ba trên chiến hạm B-59 đã mạnh mẽ phủ quyết việc khai hỏa vũ khí hạt nhân. Đó chính là vị phó chỉ huy tàu B-59, người hùng Vasily Akhipov. Vasily Akhipov lập luận rằng vì tàu B-59 trong một thời gian dài không nhận được bất kỳ mệnh lệnh nào từ Moscow nên việc khai hỏa vũ khí nguyên tử là không thích hợp. 34 tuổi, điềm tĩnh và khiêm nhường, người ta không biết làm thế nào mà Vasily Akhipov có thể bình tĩnh thuyết phục cấp trên là Savitsky khi ấy đang trong cơn điên cuồng và còn sở hữu một lá phiếu ủng hộ. Theo lời kể của các nhân chứng, đã có một cuộc đối đầu căng thẳng giữa ba sĩ quan cấp cao trên tàu B-59 khi ấy. Vasily Akhipov lập luận rằng người Mỹ thả bom chìm bên trái, bên phải mạn tàu và luôn luôn tránh mục tiêu. Đó là những tín hiệu mà người Mỹ muốn gửi tới tàu B-59 rằng hãy xác nhận và nổi lên mặt nước để nói chuyện. Chúng tôi không có ý định gây thiệt hại cho con tàu. Ngày 27 tháng 10 năm 1962, tên lửa hạt nhân đã sẵn sàng trên bệ phóng nhưng không khai hỏa, mà thay vào đó, tàu B-59 từ từ nổi lên mặt nước trong tình trạng kiệt quệ. Nó từ chối sự trợ giúp của các tàu khu trục Mỹ, xoay lưng về phía Cuba và hướng về phía Bắc để trở về Liên Xô. Dưới con mắt của những vị lãnh đạo Xô Viết khi ấy, hành động quay đầu trở về của tàu B-59 được cho là hành động đầu hàng người Mỹ. Có một điều đặc biệt là khi tàu B-59 nổi lên mặt nước, người Mỹ đã không lên tàu, không lục soát tàu và cho phép chiến hạm bình yên trở về căn cứ tại quê nhà. Vì vậy, người Mỹ đã không thể ngờ được rằng trên tàu B-59 sở hữu vũ khí hạt nhân. Tròn nửa thế kỷ sau, thông tin này mới được xác nhận hoàn toàn khi các cựu chiến binh của hai cường quốc gặp nhau tại một cuộc họp hội ngộ kỷ niệm 50 năm sự kiện đó vào năm 2012. Vai trò của vị phó chỉ huy tàu Vasily Akhipov trong việc cứu thế giới thoát khỏi cuộc chiến tranh hạt nhân vẫn là một bí mật cho đến tận khi ông qua đời vào năm 1998. Cho đến thời điểm đó, Vasily Akhipov vẫn là một trong những người anh hùng vô danh của thời đại. Quyết định hủy bỏ ngòi nổ cận kề Thế chiến thứ ba đã không phải thực hiện tại Điện Kremlin hay tại Nhà Trắng, mà lại xảy ra trong buồng điều khiển chật chội, nóng nực của một chiếc tàu ngầm đang bị áp lực khai hỏa vũ khí hủy diệt. Thomas Blanton, Giám đốc Cục Lưu trữ An ninh Quốc gia Mỹ, phát biểu vào năm 2002 như sau. Vasily Akhipov từ chối tuân lệnh chỉ huy tàu ngầm và dám đối mặt với những thách thức từ cuộc đối đầu của mình. Chúng ta nên cảm ơn vì sự bất tuân đó của ông. Quý khán thính giả thân mến, bản tin số đặc biệt Bí ẩn Thế giới ngày hôm nay của kênh tin Basominews đến đây xin tạm dừng. Quý vị nghĩ sao về câu chuyện chúng tôi vừa nêu trên? Xin hãy để lại bình luận về sự trải nghiệm của quý vị bên dưới. Mọi bình luận, nhận xét và sự chia sẻ của quý vị đều là nguồn động viên quý giá cho đội ngũ làm chương trình của chúng tôi. Nếu thấy video mang đến một sự trải nghiệm mới cho quý vị, thì đừng ngần ngại like và share video đến với nhiều khán giả hơn quý vị nhé. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi và ủng hộ kênh tin Basominews. Đừng quên nhấn đăng ký để theo dõi các video tiếp theo của chúng tôi.
Các chuyên mục đặc biệt Bí ẩn thế giới sẽ được phát sóng vào lúc 7:30 tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh Tin Masumi News. Và bây giờ Quang Sang xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình kỳ sau. Chúc quý vị có một buổi tối thật nhiều niềm vui. Thân ái chào tạm biệt.